nhiều lúc vợ kêu đi tôi làm biếng, tôi không muốn đi. Tại ngồi đây để mình lắng lặng, mình thấy được cái thanh tịnh. Một khi thấy được cái thanh tịnh rồi, mình thấy người nó thoải mái, nó an nhàn hơn. Cái cuộc đời đó nó đã là sớm chiều rồi, nó đã đến rồi, coi như hoàng hôn đã xuống á, hoàng hôn xuống là người Mình giống như người hoàng hôn. hôn xuống là người mình nó buông bỏ hết á, nó không có còn ham muốn, không có còn sự tranh chấp ham muốn, cuộc đời không còn sự tranh giành nữa. Mình thấy mấy cái chuyện đó mà đối với mình nó vô nghĩa, nó không còn ý nghĩa gì. Người của mình sống theo cái luật đạo, trong cái tạo hóa mình, nó sinh ra người của mình, sinh ra của mình nhất nghe. Khỏe khỏe không? Ủa, Ai anh này vô đây. vô đây vô đây Trời ơi, em mừng. Mừng, à, vợ mừng hả? hả? Vợ hả? Đau, đau lấy kiếm này này, cái của ai á? À, cái đó người ta đổ rồi. Alo. Khỏe không? Khỏe. Người ở đây hay người ở đâu? Anh người người co. Hello. Chào em. Okay. À, lâu quá tình cờ gặp mà. Gì làm đâu vậy? Cũng làm chỗ đó luôn. Chỗ đó luôn hả? Mà giờ chuyển qua hẳn dưới kia rồi. Chỗ đó giờ nó dẹp, nó không cho chồng vớ nữa. Fairfield hả? Gần hơn hả? Còn em làm ở đâu? Làm Shanker. Lái xe mà. Lái xe công nghiệp. Còn vợ qua lâu chưa? Lâu cùng năm. Cùng năm luôn hả? Cùng qua. Lâu hơn qua trước năm. Còn chị Lan làm đâu hả? Như cũ. Aspro luôn. Làm với An Tân hả? Tâm chứ còn Tân nghỉ rồi. Nhà.